Tiền bẩn, tiền sạch. Gửi cô. Dạ vâng, cháu xin. Trông anh thật nhàu nát, chắc vì anh có giá trị thấp nên mọi người mới không trân trọng. Anh hãy nhìn tôi xem, tôi là tờ tiền có giá trị lớn nhất, nên lúc nào cũng được người ta nâng niu, quý trọng. Trên người tôi chẳng bao giờ có nếp gấp. Ấy, đừng nói thế, ai trong chúng ta cũng đều có giá trị cả, ai cũng có ích và đều được mọi người trân trọng. Cô 200.000 hãy nhìn lại mà xem, chẳng phải anh 1.000 vừa xấu xí lại vừa nhăn nhó, còn tôi đẹp đẽ ngần này hay sao? Trời tối rồi, chuẩn bị tính tiền rồi đóng cửa hàng về thôi. Ui da, đau quá. Tôi đã nói rồi mà. Vâng, con về ngay. Tổng số tiền của anh là 700.000. Gửi cô. Vâng, cảm ơn anh. Đã 10 giờ đêm rồi. Thôi, hết giờ làm rồi, chuẩn bị về thôi. Chúng ta về thôi. Ôi, chúng ta lại đến một chỗ mới này. Ôi, chị 200.000 và anh 500.000. Vui quá, lâu lắm rồi em mới được gặp lại anh chị. Anh chị còn nhận ra em không ạ? Ồ, tưởng ai, hóa ra là 1.000 đấy à. Ôi, chào em 1.000, em khỏe không? Lâu quá không gặp. Em khỏe ạ. Anh 500.000 ơi, anh có khỏe không ạ? Gớm, trông chú em mỗi ngày một sơ sát hơn ấy nhỉ. Khổ thân, đồng tiền giá trị thấp nó thế, tội nghiệp quá. Trông em xấu lắm ạ. Không phải đâu, em rất đáng yêu. Em hãy kể cho chị nghe thời gian qua em đã đi những đâu nào. Gớm, giá trị thấp như thế thì đi đâu được, chả ai trân trọng đâu. Phải như tôi đây này, mới có nhiều chuyện để kể. Anh ơi, vậy thời gian qua anh đã đi chu du ở đâu ạ? Anh kể cho em nghe với. Ta đi trên những chiếc xe sang trọng, lướt trên đường phố, đến những tòa nhà cao tầng. Thật thích quá, anh kể tiếp đi ạ, có nhiều chuyện vui không ạ? Ta còn được đến những vũ trường sang trọng, những đèn nhấp nháy tuyệt đẹp. Tôi cũng đi cùng anh, mà chả thấy có gì thú vị cả. Sao lại không thú vị? Những nơi như vậy, còn lâu cậu em 1.000 mới có cơ hội đến đó nhé. Anh thấy thú vị à? Em thì nghĩ khác, những cậu ấm cô chiêu ấy, chả quý trọng gì chúng ta, rơi vào tay họ, là chẳng bao lâu lại rơi luân phiên vào tay những kẻ khác. Nhưng kể cả như thế, thì chúng ta vẫn rơi vào tay những cậu ấm cô chiêu quyền quý cơ mà. Họ giàu sang, quyền quý thật, nhưng họ không trân trọng chúng ta. Chúng ta cũng đã từng lạc vào những sòng bạc rồi. Anh thấy ở đó, thái độ của người ta với mình như thế nào? Đó là kỷ niệm đáng buồn nhất mà anh đã phải trải qua. Họ ném anh như rác, đau đớn, di chuyển hết từ người này sang người khác. Nhiều khi họ vồ lấy anh, cười ha hả. Anh tưởng mình như đang bị rách ra. Đúng vậy, đến giờ em vẫn còn nhớ cảm giác ấy, vô cùng đau đớn. Nhiều khi họ giận dữ thách thức nhau, em có cảm giác như mình sắp bị xé ra từng mảnh nhỏ. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng có những chuyến du lịch đáng nhớ và được đến những nơi quyền quý. Những nơi đó thì chú em 1.000 còn lâu mới được tới. Thế còn em, chắc em cũng có chuyện để kể cho anh chị nghe chứ. Em cũng không có nhiều chuyện để kể đâu ạ. Em đã đến với những người nghèo. Đầu tiên, em đến với một cụ già nghèo khổ. Em đã ở cùng cụ rất lâu. Cụ trân trọng em lắm. Lúc cụ buộc phải đưa em cho người bán bánh mì, cụ đã thì thầm cảm ơn em và những người bạn 1.000 khác như em. Nhờ chúng em mà cụ đã không bị đói. Ồ, vậy à. Sau đó, em đã đến nhà của một bạn học sinh. Bạn học sinh đó đã cất em vào một nơi gọn ghẽ và sạch sẽ, cùng với nhiều bạn 1.000 như em. Ồ, vậy em ấy không đem em đi tiêu sao? Dạ không, ngày nào em ấy cũng đem chúng em ra đếm, vuốt ve phẳng phiu,
Rồi đến một ngày, em ấy vui vẻ đưa tiền cho mẹ và nói với mẹ em ấy rằng: "Đây là số tiền mà con tiết kiệm được trong thời gian qua. Con sẽ đem đi ủng hộ kế hoạch nhỏ giúp các bạn nhỏ vùng cao mua sách vở và bút ạ." Mẹ em ấy nhận lời không? Vậy là em lại chu du đến vùng cao à? Dạ có ạ. Mẹ em ấy rất ủng hộ. Em được em nhỏ vuốt ve rất lâu, rồi được đến vùng cao cùng các bạn nhỏ. Ở đó, các bạn nhỏ vùng cao cũng rất quý trọng em. Em thật hạnh phúc. Giá trị của em tuy nhỏ, nhưng lại được mọi người hết sức trân trọng. Anh xin lỗi vì thái độ của mình lúc trước. Em mới là người có cuộc sống thật là ý nghĩa. Còn ở trong mắt mình. Thế à? Vậy thì kiểu gì tôi cũng phải lên đó mới được. Nhưng mà anh phải nhớ, nếu đi thì đi luôn đi chứ. Để sang mùa đông thì anh không đi được đâu. Đường trơn và lạnh lắm. Vâng, nhất định tôi sẽ chuẩn bị và sớm lên đường ngay. Nghĩ đến lúc đến được núi Thiên Sơn kỳ diệu kia mà thích quá. Ôi, ôi. Cái gì đáng sợ thế này? Hóa ra là một quả khổng lồ rơi, làm mình suýt mất mạng. Không biết sắp tới chưa nhỉ? Chẳng nhìn thấy ai mà hỏi thăm nữa. Aha, có tí thức ăn lót dạ rồi. Ôi, ôi. Chú Mai, bò đâu cho thoát. Cảm ơn anh. Không có anh thì tôi đã tan tành trong bụng con lợn đó rồi. Thôi khỏi khách sáo. Mà anh cũng lạ, không biết đây là lãnh địa của bọn lợn rừng hay sao mà dám vào đây. Tôi đâu có biết. Tôi định lên núi Thiên Sơn anh à. Thiên Sơn? Anh có biết núi ấy ở đâu không? Không biết. Thì anh có biết đi tới núi ấy bao xa không? Cũng không biết. Trời ơi, cái gì anh cũng không biết. Không biết mà dám đi cơ đấy. Tôi nói cho anh biết, núi Thiên Sơn cách đây cả vạn dặm, cao cả ngàn thước, đi qua rất nhiều vùng nguy hiểm. Ốc sên nhà anh có đi cả ngàn năm cũng chả đến nơi được đâu. Ơ, đến thế kia à? Anh ơi, trước khi làm gì, anh phải tìm hiểu cho kỹ chứ. Người ta bảo gì, suối gì cũng làm theo thì chết à. Anh có biết, chỉ vì cái tính bồng bột, nông nổi, chưa tìm hiểu kỹ đã làm, mà suýt nữa anh mất mạng đó không? Tôi... Thôi, từ nay tôi không dám nữa đâu. John và chú sóc nhỏ. Không ổn, mình vẫn chưa hài lòng về bức tranh này. Anh ơi, có thư của Alex gửi anh nè. Thư của Alex hả? John thân mến, vậy là tớ rời thị trấn đã được 2 năm rồi.
Đúng như tớ dự tính, ở thành phố lớn này, tớ đã có cơ hội vươn tới công việc mà tớ mong muốn. Sau rất nhiều khó khăn, giờ tớ đã trở thành một phóng viên của tờ Time rồi. Vậy là ước mơ của tớ đã thành hiện thực. Còn cậu thì sao? Đã mở được phòng tranh của riêng cậu chưa? Tớ mong sớm được đến dự triển lãm tranh của cậu. Thân mến, Alex. Tớ nghĩ ở lại thị trấn nhỏ bé này sẽ không có cơ hội cho giấc mơ nhà báo của tớ. Phải lên thành phố lớn thì mới có cơ hội cậu ạ. Cậu không nghĩ về những khó khăn sao? Nhà cửa không có, bạn bè và các mối quan hệ cũng không. Tất cả đều bắt đầu với bàn tay trắng ư? Phải thử mới biết được John ạ. Thôi, đã đến giờ tớ đi rồi. Hy vọng sẽ sớm gặp lại cậu. Có chuyện gì vậy anh? Không có gì đâu em. Anh nè, việc chuyển lên thành phố anh đã nghĩ thấu đáo chưa? Anh nghĩ cứ để một thời gian nữa em ạ. Bây giờ vợ chồng mình đang quen sống ở thị trấn này rồi. Lên thành phố anh e sẽ có nhiều khó khăn. Nhưng mà chúng ta đã lần lựa nhiều năm nay rồi. Anh còn nhớ chúng mình đã từng nhủ với nhau sẽ cùng lên thành phố để xây dựng ước mơ của chúng ta mà. Anh sẽ trở thành một họa sĩ, còn em sẽ là một đầu bếp. Anh quên rồi sao? Thế em không nghĩ về một loạt khó khăn mà chúng ta phải đối đầu à? Chúng ta chẳng có gì trong tay, làm sao chúng ta có thể vượt qua? Nhưng... Mary, hãy để anh suy nghĩ thêm đã. Thôi em ra ngoài đi, anh muốn tập trung vẽ cho xong bức tranh này đã. Đi hay không đi? Mình phải làm thế nào đây? Một cảnh tượng rất thú vị phải không? Đó không thể một lần nhảy tới cành cây đầy quả kia. Nhưng sau vài cú nhảy, chúng đã tới được đích. Còn chó hung dữ phía dưới có thể lao tới tấn công nếu nó rơi xuống. Vậy mà nó vẫn can đảm tiếp tục nhảy và hái quả. Nó rất dũng cảm, sẵn sàng chấp nhận hiểm nguy để đạt được mục đích. Nó thật giỏi, anh có thấy vậy không? Vâng, chúng quả là thông minh. Chẳng lẽ mình không bằng nổi chú sóc kia sao? Phải dám chấp nhận thử thách thì mới có cơ hội để có thành công chứ. Mình không thể cứ mãi miễn cưỡng và hèn nhát thế này được. Chào bà, cảm ơn bà rất nhiều. Mary, có chuyện gì vậy anh John? Mary, chúng ta sẽ chuyển lên thành phố, càng sớm càng tốt. Thật vậy sao anh? Sao anh lại quyết định đột ngột như vậy? Anh xin lỗi em, Mary. Chỉ tại anh quá hèn nhát và e sợ khó khăn nên đã bỏ phí thời gian những năm qua. Từ giờ chúng mình sẽ bắt đầu lại từ đầu để thực hiện những ước mơ của chúng ta. Nếu có khó khăn, chúng ta sẽ khắc phục từ từ từng bước một. Rồi anh tin chúng mình sẽ có được thành công thôi. John, em cũng tin như thế. Dạy con. Kiên đã về đấy hả con? Sao mua nhiều đồ vậy con? Mấy cái này là con mua tặng sinh nhật bạn. Mang tiếng con nhà có điều kiện, tặng quà cũng phải tươm tất một tí chứ mẹ. Bạn bè cốt có ở tấm lòng, bạn mà chỉ chú trọng hình thức tiền nong thôi thì con cũng nên xem lại bạn bè con à. Mà Kiên nè, bố nói con muốn đổi xe máy à? Cái xe máy bố tặng con mới đi được có mấy tháng, vẫn còn mới và tốt mà. Cần gì phải mua xe mới con? Còn xe đấy bây giờ lỗi mốt rồi mẹ ơi. Vừa có dòng xe mới ra, trông thời thượng lắm, rất hợp với dáng con. Mẹ nói với bố mua cho con đi mẹ. Bố không đồng ý đâu. Kiên này, con năm nay cũng tốt nghiệp đại học rồi. Đi làm cũng được 2 tháng, cũng được tính là người trưởng thành rồi nhỉ? Vâng, tất nhiên rồi ạ.
Mà sao tự nhiên bố lại hỏi vậy? Con giờ cũng đã trưởng thành rồi, cũng đã đi làm và kiếm được tiền. Bố mẹ quyết định để con ra ở riêng, để con sống tự lập, tự có kế hoạch và quản lý cuộc sống của mình. Vậy cũng được, mai con sẽ chuyển đến căn hộ chung cư cao cấp của nhà mình. Con cũng đang định xin bố mẹ cho con ra ở riêng. Căn nhà đó bố mẹ đang cho thuê rồi, con tự đi tìm nhà rồi chuyển. Gì cơ ạ? Bố, mẹ, con biết tìm nhà ở đâu chứ? Sao không biết tìm nhà ở đâu? Ở thành phố này, nhà trọ, phòng trọ thiếu gì? Bao nhiêu người vẫn ở đó thôi, bố chỉ nói thế. Còn việc của con, từ giờ con tự lo. Bố, mẹ. Mẹ nghĩ con nên nghe lời bố, ra ở riêng sẽ tốt cho con à. Đây là khu nhà mà thằng bạn bảo mình là khang trang đi ư? Nồi cơm điện này, máy hút bụi này, máy xay sinh tố này, bát, đũa, còn gì nữa nhỉ? Em trả bằng tiền mặt hay thẻ? Bằng thẻ chị ạ. À? Thẻ này hết tiền rồi em. Sao cơ? Hết tiền ạ? Chắc bố khóa thẻ rồi. Vậy em trả bằng tiền mặt chị ạ. À? Nhưng em trả bớt lại một ít đồ vì tiền mặt không đủ. Cô chủ, cháu mời cô vào. Kiên ơi, tiền nhà và tiền đặt cọc nhà một tháng cháu vẫn chưa đóng cho cô. Cháu đóng cho cô nhé. Cháu tưởng ở hết tháng rồi mới đóng ạ. À? Cháu chưa đi thuê nhà bao giờ phải không? Ở đâu cho thuê mà chẳng thu tiền trước hả cháu? Thôi chết, cháu đi mua đồ hết tiền rồi. Trời đất, sao toàn mua đồ đắt tiền mà tiền nhà không có? Vâng, tại cháu trót mua hết rồi nên cô cho cháu nợ. Tháng này có lương, cháu sẽ trả ngay ạ. À? Thôi được rồi, tháng này cô cho nợ. Đến đầu tháng sau là phải trả tiền nhà 2 tháng đây nhé. Vâng, cháu cảm ơn cô. Từ giờ tới lúc có lương, mình lấy gì mà ăn đây? Mang tiếng con nhà giàu mà đi vay mượn, mất mặt lắm. Đúng rồi, mình cần gì cái tivi to thế? Đem bán quách đi, mua một cái bé hơn cũng được. Có lương rồi, lại có tiền đi bạc ti cùng bọn thằng Hoàng trên ba rồi. La la la. Nhưng một lần đi ba mất cả nửa tháng lương, lại sẽ phải đóng một đống tiền điện, tiền nước, tiền nhà. Thôi mình phải lo cái thực trước đã, ở nhà vậy. Đúng chỗ này rồi anh, mình vào thăm con thôi. Kiên. Bố, mẹ. Bố, mẹ, sao bố mẹ lại đến đây? Mẹ nhớ con thì đến chứ sao. Với lại bố mẹ cũng muốn xem điều kiện ăn ở của con thế nào. Con vẫn ổn. Con đang sửa lại cái tivi cũ xem cho đỡ buồn. Bố mẹ vào phòng, để con đi chợ một lát là xong. Hôm nay bố mẹ tới nên con đặc biệt làm một bữa thịnh soạn. Có thịt rang cháy cạnh mẹ thích nè. Mẹ xin. Wow, ngon quá. Không ngờ mới có mấy tháng mà con trai của mẹ đã biết nấu ăn, lại còn nấu ăn ngon thế. Có cả trứng rán mà bố thích nữa. Bố cảm ơn. Bữa ăn thịnh soạn của con mà chỉ có thịt rang cháy cạnh và trứng rán sao? Xem ra 4 tháng qua con đã rất vất vả. Không đâu mẹ ạ. Những ngày qua tự kiếm tiền, tự trang trải các chi phí mà không có sự hỗ trợ từ bố mẹ. Đã có lúc con thấy rất khó khăn, dần dần con biết chi tiêu hợp lý hơn. Tới bây giờ, con thấy có thể tự lo cho cuộc sống của mình đã là một niềm vui rất lớn. Con không hề thấy vất vả đâu mẹ à. Con thấy có lỗi và thương bố mẹ hơn, thấy quý trọng tiền bạc làm ra. Chú Kiên ơi! Cháu chào ông bà. Chào các cháu. Hai nhóc đến học bài à, mau vào đây. Thời gian rỗi, con hay dạy mấy đứa nhóc trong xóm học bài. Con thấy rất vui và có ý nghĩa hơn rất nhiều so với những lần đi bạc ti tiệc tùng thâu đêm của con ngày xưa. Con trai, con đã trưởng thành rồi đấy. Nào các cháu, ngồi xuống ăn cơm với ông bà và chú Kiên xong rồi học bài nhé. Vâng ạ. Cha Dượng và Lễ Đường.
Thế là chỉ còn vài ngày nữa là con gái chúng ta sẽ lên xe hoa, không còn ở nhà chúng ta nữa. Chắc em nhớ con nhiều lắm, sẽ phải thường xuyên đến thăm con mất. Ừ, chỉ mong con bé hạnh phúc thôi, anh cũng sẽ rất nhớ con bé. Peter, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã thương con bé, đã luôn làm những điều tốt nhất cho con bé. Em nói gì vậy? Lily luôn là đứa con gái bé bỏng đáng yêu của chúng ta. Bất kể anh có phải là người cha ruột thịt hay không, sao anh lại không yêu thương con gái của mình được chứ? Con chào mẹ. Chào bố Peter. Mẹ và bố đang dọn nhà à? Ừ, con yêu, con về rồi đấy à. Bố ạ, ngày kia là hôn lễ tổ chức rồi, bố phải bay về sớm đấy nhé. Bố phải về cho kịp đấy nhé, phải được bố tận tay dắt lên lễ đường thì con mới chịu lên xe hoa. Vâng ạ, con chào bố. Con yêu bố. Con gái của mẹ xinh quá, mẹ thật tự hào về con. Là vì con giống mẹ. Lily, ngày hôm nay con thật sự rất xinh đẹp. Con cảm ơn bố Peter. Bố nghĩ con sẽ rạng ngời hơn nữa nếu có thêm một sợi dây chuyền. Ôi, tuyệt quá. Đây là sợi dây chuyền gia truyền bà nội bố để lại. Bố mẹ đã gắn thêm vài hạt đá cho nó thêm phần lấp lánh. Hy vọng con sẽ thích. Con thích lắm. Cảm ơn bố Peter. Còn một tiếng nữa là hôn lễ cử hành. Sao bố con chưa đến nhỉ? Chắc lát nữa là bố con tới đấy. Bố! Con gái yêu của bố. Lily, con quá rạng ngời. Bố thật sự rất tự hào và hạnh phúc vì lát nữa sẽ được dẫn con lên lễ đường. Chào hai người. Hai người khỏe không? Chào anh Anthony. Rất tuyệt vì chúng ta được đề tựu ở đây trong ngày trọng đại của con gái. Peter, rất vui vì gặp lại anh. Bố, lát nữa con mang đôi giày cao lắm. Con chỉ sợ vì căng thẳng mà bị trật chân thôi. Vậy thì bố sẽ dìu con thật cẩn thận. Tôi ra ngoài trước đón khách nha. Em cũng vậy. Sẵn sàng chưa con gái? Con gái, đứng đây chờ bố một chút. Một chút thôi. Peter, anh cũng vất vả giống như tôi. Anh sẽ giúp tôi đưa con gái lên lễ đường chứ? Tôi... Con gái đang chờ chúng ta. Tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng này. Tôi cũng thế. Con cảm ơn hai bố. Ôi, họ thật tuyệt vời. Giá như tất cả những người bố đều có thể làm giống họ. Khoảnh khắc đó, cả lễ đường chìm ngập trong sự xúc động và ngỡ ngàng. Đó là hành động tuyệt vời của tình yêu, sự tôn trọng và sự công nhận của người bố đẻ đối với người bố dưỡng. Với Peter, ông chưa từng nghĩ đến mình sẽ được dắt tay con gái riêng của vợ trong ngày cưới. Và giây phút đó, ông thấy đầu gối như chùng xuống. Chẳng còn gì hạnh phúc hơn. Đó là giây phút ý nghĩa nhất trong cuộc đời ông. Lời đề nghị của nhà buôn. Cụ ơi, xin hỏi làng mình có một cơ sở làm gốm đúng không ạ? Ờ, đúng rồi. Nhưng làng này có hai nhà làm gốm cơ. Anh muốn hỏi nhà nào? Thế hả cụ? Vậy cụ chỉ cho con đường tới hai nhà luôn ạ? Ừ, thế thì anh cứ đi thẳng rồi rẽ phải. Sẽ thấy xưởng gốm thứ nhất. Đi một đoạn nữa thì là xưởng gốm thứ hai. Dạ, con cảm ơn cụ ạ.
Nhanh nhanh cái tay lên, bỏ tiền thuê các người làm mà chấm như rùa, có mà lỗ hết à. Ây chà, người kia đánh xe ngựa, ắt hẳn là lái buôn rồi, mình phải ra chào hàng mới được. Ấy, vị khách buôn ơi, chớ đi đâu mà vội. Anh muốn mua gốm phải không? Xin mời vào xem xưởng gốm của chúng tôi. Xưởng gốm chúng tôi là lớn nhất, uy tín nhất vùng. Vậy hả? Được. Xin mời, xin mời. Đó, anh thấy chưa? Gốm của chúng tôi đều hết sức tinh xảo và độc đáo. Vâng, tôi thấy rồi. Nhưng bây giờ tôi có ý này, không biết ông chủ có ưng thuận không? Ôi, ngài xin chớ khách sáo, xin ngài cứ nói. Không giấu gì ông, tôi chỉ là một người làm thuê cho một ông lớn chuyên buôn gốm trên kinh thành. Tôi được giao trực tiếp đi thu mua gốm. Nói thật với ông, tiền công ông chủ trả chẳng bỏ bèn gì, nên tôi nhờ ông việc này. Ngài cứ nói đi, đừng ngại. Tôi sẽ thu mua điều đặn hàng của nhà ông, nhưng khi ghi vào sổ sách, tôi sẽ ghi giá của mỗi mặt hàng cao hơn 10 xu. Làm vậy để tôi kiếm chút ít ấy mà. Tôi nhờ ông ký vào sổ để cho ông chủ tôi tin vào giá như vậy. Ông yên tâm, nếu ông giúp tôi sẽ chia cho ông một nửa, và ông lại được mối làm ăn lâu dài. Ông thấy thế nào? Ôi trời, tưởng gì, chuyện này với tôi là nhỏ như con kiến ấy mà. Tôi đồng ý, đồng ý. Ôi, vậy thì tốt quá, cảm ơn ông. Anh nhớ quay lại lấy hàng sớm nhé. Xưởng chúng tôi bao giờ cũng sẵn sàng, lấy bao nhiêu cũng được. Vâng, hẹn gặp lại. Chào các bác, các anh. Xin hỏi ông chủ xưởng gốm đi đâu rồi ạ? Là tôi đây. Anh muốn mua gốm hay hỏi chuyện gì? Xin chào ông chủ, tôi tự giới thiệu, tôi là nhà buôn trên kinh thành xuống đây muốn thu mua gốm. Ồ, chào anh. Mời anh vào trong xem sản phẩm của chúng tôi. Sao cơ? Anh mua một giá nhưng lại muốn tôi ghi một giá khác. Đúng vậy, phần chênh lệch chia đôi, tôi và ông mỗi người một nửa, vậy cả hai ta ai cũng được lợi còn gì. Xin lỗi, tôi không thể đáp ứng. Anh mua bao nhiêu thì mua, nhưng tôi không thể ghi sai giá như vậy được. Rõ ràng là ông cũng được chia lợi, lại có mối làm ăn lâu dài, sao ông lại không đồng ý chứ? Xin lỗi, chúng tôi làm cái nghề này truyền đời đã mấy trăm năm, đó là nguyên tắc của chúng tôi. Tôi không thể làm trái với lương tâm được. Xin anh đi nơi khác cho. Thôi được, đã vậy tôi xin cáo từ. Đoàn xe ngựa kia đi đâu thế nhỉ? Dạ, nghe đâu đoàn xe ấy là đoàn xe lái buôn trên kinh thành. Họ đang vào xưởng Trương Hiển để thu mua. Cái gì? Chẳng lẽ đoàn của người lái buôn hôm qua họ đã thỏa thuận ở chỗ của mình rồi mà. Nào, sang xe tiếp theo đi. Nè anh, chuyện này là thế nào? Sao anh lại lấy hàng bên này? Chẳng phải anh đã thỏa thuận lấy bên xưởng của chúng tôi rồi mà. Xin lỗi ông, nhưng tôi quyết định chỉ làm ăn với người trung thực. Trung thực gì cơ? Ông nói gì vậy? Ông vì lợi nhuận mà sẵn sàng thỏa hiệp để làm những việc khuất tất. Thử hỏi chúng tôi làm sao tin tưởng để làm ăn lâu dài. Còn ông chủ Trương Hiển thì hoàn toàn ngược lại với ông. Ông ấy nhất quyết từ chối mọi sự mời mọc, lợi nhuận cá nhân mà tôi đưa ra. Do vậy, chúng tôi tất nhiên sẽ chọn xưởng của ông Trương Hiển. Hóa ra là hôm qua, ông... Đúng vậy, tôi chỉ đi kiểm tra, làm phép thử ai là người trung thực nhất. Cuộc gọi nhầm số. Chà, muộn thế này rồi cơ à. Sao sếp vẫn chưa về, để mình còn đóng cửa nữa chứ. Alo. Bà, đau quá. Cháu, cháu mau về đi. Bà ơi, đây là... Chưa gì đã tắt máy rồi. Cô Thu. Sếp về ạ? Ai vừa gọi thế? Dạ, hình như là một bà cụ gọi nhầm số à. Thế à, nhầm với cửa hàng nào à? Dạ, chắc là bà ấy định gọi cho cháu bà, nhưng lại ấn nhầm sang số cửa hàng mình. Mà hình như bà ấy bị ngã hay sao? Em cứ thấy kêu đau anh à. Mau gọi lại số đó xem nào. Vâng ạ. Dạ, không ai nghe máy ạ. Cứ gọi lại lần nữa xem sao. Dạ.
vẫn không có ai nghe sếp à? Thôi kệ đi sếp, chỉ là gọi nhầm thôi mà. Mình gọi lại người ta không nghe thì thôi. Số gọi đến là số máy cố định đúng không? Cô hãy tra ngay địa chỉ cho tôi. Tôi cần phải đến đó ngay. Tra địa chỉ? Sếp đến đó ư? Dạ, địa chỉ là số 51 đường Tự Do ạ. Có ai ở nhà không? Trời, bà cụ! Bà ơi, bà không sao chứ? Chào cô. Cô là cháu gái của bà cụ à? Vâng, anh là người gọi điện cho tôi phải không? Đúng vậy. Thế tình hình của bà tôi sao rồi? Cô yên tâm, bà cụ không sao rồi, giờ đang ngủ trong phòng. Bà bị lên cơn đau tim, may mà đưa vào viện kịp thời. Làm tôi lo quá. Cảm ơn anh vì đã báo tin cho tôi. Có gì đâu, giúp được bà cụ là tôi vui rồi. Bà tôi bị bệnh tim lâu rồi, thỉnh thoảng lại lên cơn. Mà tôi thì không thể ở nhà chăm sóc cho bà 24/24. Tôi cũng đã dặn bà lúc nào đau quá thì gọi cho tôi. Chả hiểu sao hôm nay bà lại không gọi. Bà có gọi cho cô đấy chứ, nhưng mà lại gọi nhầm. Gọi nhầm ư? Là sao? Bà cụ đã gọi nhầm sang số điện thoại của cửa hàng tôi. Thế nên tôi mới biết bà đang gặp chuyện và đưa bà đi cấp cứu. Vậy ra anh chính là người đưa bà tôi vào viện ư? Vậy mà tôi cứ tưởng... Tưởng tôi là nhân viên của bệnh viện sao? À không, nhưng bà tôi với anh không quen biết gì nhau. Chỉ vì một cuộc gọi nhầm mà anh đến tận nơi đưa bà đi viện sao? Đâu nhất thiết là phải quen. Chỉ là tôi thấy bà cụ đang gặp chuyện, lại trong tình thế không ai biết, nên thấy mình phải có trách nhiệm thôi. Bà cụ không sao là mừng rồi. Thôi tôi về nhé, cô đến là tôi yên tâm rồi. Anh gì ơi, cảm ơn anh một lần nữa nhé. Trên đời này vẫn còn nhiều người tốt quá. Cô bé hoa hồng. Hồng ơi, chị thật là đẹp. Em chưa từng thấy cô bé nào lại có mái tóc óng mượt, đôi mắt đen long lanh như chị. Tất nhiên rồi, vì thế ngày nào chị cũng ngắm mình dưới dòng nước. Thật tuyệt vời. Hoa Hồng, trong lúc mẹ đi rút quần áo, con đã quét nhà cho mẹ chưa? Mẹ, con chưa. Quét nhà nhiều sẽ làm hỏng hết đôi tay của con mất. Vậy bây giờ con nhóm bếp giúp mẹ, để mẹ chuẩn bị bữa tối nhé. Ấy ấy, không được đâu mẹ ơi. Nhóm bếp có thể làm cháy mái tóc dài óng ả của con. Cói bếp có thể làm xấu đôi mắt long lanh của con. Không được đâu mẹ ơi. Con sẽ đi hái một ít hoa về đặt trên bàn bếp cho đẹp mẹ nhé. La la la, la la la. Mẹ ơi, con hái hoa về rồi đây. Mẹ đi đâu rồi nhỉ? Lẽ ra giờ này mẹ đã chuẩn bị xong bữa tối rồi cơ mà. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ sao thế? Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ tỉnh dậy đi! Mẹ đừng làm con sợ! Hoa Hồng ơi! Mẹ chị ốm vì phải làm việc vất vả quá đó. Thật hả chim nhỏ? Tất cả là tại chị lười biếng khiến mẹ phải vất vả. Chị phải làm sao để mẹ khỏi ốm bây giờ? Chị hãy thử vào rừng, thế nào cũng tìm được thuốc chữa bệnh cho mẹ chị. Thật hả? Vậy thì chị sẽ đi ngay. Đi ngay.
Ôi, biết tìm thuốc cho mẹ ở đâu đây? Liễu ơi, mẹ chị ốm, em có biết nơi đâu có thuốc không? Chị cho em mái tóc, em chỉ đường cho. Sao, mái tóc dài ống mượt của chị ư? Mất đi mái tóc thiệt tiếc quá. Nhưng để tìm được thuốc cho mẹ, mình sẵn lòng. Được, em lấy đi. Cảm ơn chị. Chị hãy trèo lên núi kia, ở đó có thuốc chữa bệnh cho mẹ chị đó. Cảm ơn em. Giếng ơi, mẹ chị ốm, em có biết nơi đâu có thuốc không? Chị cho em đôi mắt long lanh của chị đi, em chỉ cho. Đôi mắt ư? Nếu mất đi đôi mắt mà cứu được mẹ, mình cũng sẵn sàng. Em lấy đi. Bên cạnh em có một cái bát gỗ, chị hãy lấy nước trong giếng mang về. Đây là thuốc chữa bệnh cho mẹ chị đó. Cảm ơn em. Mẹ ơi, ôi hoa hồng, sao con lại thế này? Mẹ ơi, con không sao đâu. Con đã dùng tóc và mắt của con để đổi thuốc cứu mẹ. Mẹ khỏe lại là con vui rồi. Ôi hoa hồng. Ôi, mẹ nhìn nè. Mẹ, đây quả là một bài học cho con. Con biết lỗi rồi. Từ nay con sẽ chăm chỉ làm việc, không lười biếng ham chơi nữa. Đúng rồi, cô bé ngoan ngoãn, xinh đẹp của mẹ. Giấc mơ ngày. Ôi cha, sao hôm nay nắng thế? Ôi cha, vừa mới ngã lưng có một chút mà đã trưa rồi. Alex, Alex, ông Mark cần hai người cắt dây và dọn vườn. Cậu có muốn đi cùng tớ không? Mỗi chúng ta sẽ được trả hai ổ bánh mì và một lọ mật ong. Chỉ có vậy thôi sao? Ừ, nhưng làm gì để một ngày kiếm được nhiều đồ ăn ngon đến thế? Có công việc để làm là tốt lắm rồi. Thôi, cậu đi đi. Tớ chịu, tớ ngồi nghỉ một lát rồi sẽ đi kiếm việc gì nhàn hơn thôi. Ừ, vậy tùy cậu. Tớ đi nha. Chỉ có những người ngốc nghếch, cù lần mới suốt ngày hùng hục làm việc thế thôi. Mình đâu cần phải như vậy chứ. Ai chà, bụng đói meo rồi đây. Đi tìm cái gì đó bỏ vào bụng thôi nào. Mày ngoan lắm. Xong việc, bà sẽ bồi dưỡng cho thật nhiều cỏ tươi nhé. Ai chà, còn gì trên đời này ngon bằng sữa bò mới vắt chứ. Chà, bác có một con bò sữa thật là khỏe mạnh. Chỉ cần nhìn là biết hằng ngày nó sẽ cho nhiều sữa thế nào và sữa của nó sẽ ngon ra sao. Cảm ơn cậu, cậu nói đúng lắm. Cháu tin chắc khi mang sữa của nó ra chợ, chỉ trong tích tắc là bác sẽ bán hết veo đấy ạ. Ừ, đúng vậy đấy. Cậu thật hiểu biết và có con mắt tinh tường. Sữa của nó vừa thơm, vừa ngậy và béo. Làm bơ thì nhất luôn. Tôi sẽ mời cậu uống thử nhé. Ấy, cháu đâu dám. Bác còn phải để đem đi bán nữa chứ. Có đáng là bao. Cậu xem, một ngày tôi vắt được những hai xô đầy. Chẳng nhẽ không thể mời cậu được một ít sao? Vâng, thế thì cảm ơn bác quá ạ. Bà chủ ấy thật tốt bụng, đã cho mình uống một cốc đầy, lại còn cho thêm một chai nữa mang về. Đấy, đâu cần làm việc vất vả, chỉ cần khéo léo một chút là chẳng lo chết đói. Lại ngủ một giấc nữa tới tối cho đã. Ngủ dậy đã có chai sữa thơm ngậy đây rồi, còn lo gì nữa. Ước gì
Ngày nào cũng có người cho mình hai chai sữa thế này thì sung sướng biết bao. Hãy mang về thưởng thức hai chai sữa bò thơm lừng này đi, chàng trai. Cảm ơn bà. Bà thật tốt bụng. Nè, chàng trai, cậu bán sữa đi ư? Cậu nghĩ sao nếu tôi đổi một con gà mái của mình lấy hai chai sữa của cậu? Đổi hai chai sữa lấy một con gà mái, mình sẽ mang con gà mái về nuôi, rồi nó sẽ đẻ ra thật nhiều trứng. Được thôi. Hay quá. Nhờ có mày mà tao sắp đổi đời rồi. Giỏi lắm, đẻ nữa đi. Đẻ nữa đi. 27, 28, 29, 30, nhiều trứng quá. Mình sắp giàu to rồi đây. Cậu Alex ơi. Cậu Alex, bán cho tôi 20 trứng gà nào. Bán cho tôi 20 nữa nhé. Cho tôi 30. Bán cho tôi nữa. Vâng vâng, có ngay. Đời sung sướng quá. Chẳng phải làm gì mà vẫn rủng rỉnh tiền tiêu. Ôi. 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 Thì ra chỉ là một giấc mơ. Ôi không, gà sữa của tôi. Tất cả chỉ tại giấc mơ này. Tưởng là hay ho, nào ngờ nó cho mình nhịn đói. Mùa đông đến rồi. Gấu Pin ơi, mùa đông sắp đến rồi. Bọn tớ bay về phương Nam tránh rét đi. Chào các bạn đi bình an nhé. Mình cũng phải đi kiếm thêm ít gỗ về sửa mái nhà cho chắc chắn mới được. Nhím Ben ơi, sao bây giờ cậu mới thu hoạch rau cải? Gấu Pin đó à, tớ ốm cả tháng nay, giờ mới khỏe lại cậu ạ. À. Không biết có kịp thu hoạch trong ngày hôm nay không? Nghe nói mai có tuyết rơi rồi. Cậu để tớ giúp, không thu hoạch kịp là hỏng hết đó. Vậy tốt quá, cảm ơn cậu, Gấu Pin. Thế là xong. Nếu không có cậu, tớ không thể thu hoạch xong rau cải trước khi mùa đông đến mất. Mời cậu vào nhà uống trà với tớ. À, không được rồi. Tớ phải đi kiếm thêm ít gỗ lợp lên mái nhà. Mùa đông đến, nhà tớ sẽ lạnh cống mất. Thôi, tớ đi đây. Bạn Kiến đang khiêng bắp ngô về nhà hả? Bắp ngô nặng quá. Bọn tớ phải mất một ngày mới tha được về đây đó. Các cậu để đó cho tớ. Chúng tớ cảm ơn Gấu Pin nha. Không có gì đâu. Tớ phải đi kiếm gỗ lập lên mái nhà đây. Chào các bạn Kiến nha. Chóc Tổ ơi, sao cậu lại ngồi ở đây khóc? Gấu Pin ơi, tớ vừa bị trượt chân ngã, làm rơi hết hạt dẻ xuống sông rồi. Mà mùa đông đến gần bìa rừng rồi, tớ phải làm sao đây? Mùa đông đến gần bìa rừng rồi sao? Phải nhanh chân đi kiếm ít gỗ về lợp mái nhà mới được. Chóc Tổ ơi, chờ đã. Cậu đứng ở đây chờ tớ, tớ xuống sông vớt hạt dẻ lên cho cậu nha. Nhưng mà nước sông lạnh lắm đó. Hạt dẻ của cậu đây. Giờ cậu leo lên lưng tớ. Tớ cõng cậu về. Ừ, không, không. Tớ tự về được. Cậu bị ngã, đau thế kia. Tự đi về sao được. Cứ để tớ cõng về. Cảm ơn Gấu Pin nha. Cậu đi kiếm gỗ đi. Kẻo không kịp lập nhà trước khi mùa đông đến đâu. Ừ, tớ đi đây. Gấu Pin, cậu về rồi đó ạ. À. Wow, sao các bạn lại ở đây? Cậu đã vì chúng tớ mà chưa lợp được mái nhà. Mùa đông đến nơi rồi. Chúng tớ đến đây để cùng giúp cậu lợp lại mái nhà trước khi tuyết rơi nhé.
Ôi, thế này thì ngại quá. Có gì mà ngại chứ. Cậu là một người bạn rất tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Chúng tớ cũng rất vui nếu được giúp đỡ cậu mà. Nào, chúng ta cùng lập mái nhà thôi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!